Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Trúc Lệ Vlog. Hôm nay Lệ sẽ chế biến món cá tầm, giới thiệu mọi người cá tầm đặc sản Sapa, Sapa Lào Cai đấy. Nãy mình có đổ chút nước sôi vào, nay lần đầu tiên làm cá tầm, chính vì thế là đổ nước sôi vào nó bị chóc mất da ra một ít. Cái đấy xương mẹ không cạo được, cái đấy xương nên là vậy. Đây cái đấy xương mà nên là vậy. Cá hồi đấy, à lòng cá tầm đấy. Mình nhà mình rất thích ăn lòng cá, nhưng như thế nên là mình cũng phải vận dụng cái lòng cá tầm này để ăn. Bây giờ mình sẽ cắt khúc nó, không biết mổ rồi, nãy cho nước vào bây giờ cũng nhớt nhợt mà nó bị ấy ra này, nó bị các co thì hấp nó bị ấy, nó bị bong hết ra ra là thank you.
Cô cho em một cái. Mom.
Vậy là mình đã chế biến xong cái món cá tầm rồi mọi người. Hai con cá tầm mà mình đã mổ. Đúng là mổ không phải chuyên nghiệp mà khác, vất vả quá. Cảm ơn mọi người đã ghé qua thăm cái kênh của Trúc Lệ Vlog nha. Xin chào tất cả mọi người.